Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Thanh đây. Các bạn ơi, hôm nay 3 giờ chiều ấy các bạn ạ, mà Giang vẫn chưa chịu ngủ dậy. Hôm nay mình nghĩ ra một cái bản chôn cực hay, cực lầy, cực bá luôn các bạn ạ, để mình chôn cho Giang chừa lần sau không dám ngủ muộn như này nha các bạn nha. Ngủ như là con lợn say sữa luôn các bạn ạ. Ý tưởng của mình hôm nay sẽ là buộc dây vào quần của Giang để tụt ra, cho Giang vục dậy chạy đuổi mình, cho Giang không dám đuổi mình được luôn, để cho Giang chừa xong dám muộn đi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt góc máy quay và chôn đi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video này của mình hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Ok các bạn ơi, mình đã đặt xong góc máy quay nha. Mình cũng chuẩn bị được một cái sợi dây các bạn ạ. Bây giờ đi vào chôn đi các bạn. Con chó, sao mày tủ váy tao? Sao mày kéo váy tao đi? Gì đâu? Đưa đây, trả cho tao, tao đéo biết đâu. Mày bố mày đang ngủ ngon. Mấy giờ rồi mà con ngủ? 2 hay 3 giờ chứ gì? 2 hay 3 giờ chứ gì? What the hell? Mấy giờ rồi mà con ngủ? Trả cho tao, tao đéo nhờ đâu, mẹ con chó này. Mấy giờ rồi mà ngủ hả? Lần sau dám ngủ muộn đấy à? Đưa đây. Lần sau dám ngủ muộn không? Chó này. Muộn. Chó này. Con chó này.
đây các bạn xem Giang này. Là sao cho chừa luôn cái tội mà ngủ muộn đấy nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này của mình hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Và đừng quên comment thêm thật là nhiều tưởng hay hơn nữa để mình thực hiện nha các bạn. Cho chừa luôn là sao khỏi ngủ trưa. Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại.